À thầy xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. À hôm nay thì thầy sẽ quay trở lại và giới thiệu với chúng ta một form đề kiểm tra giữa học kỳ 1. Thì trong cái chương trình mà ở nhà trường các bạn có thể theo dõi theo học ấy thì có thể là cái phần phạm vi ôn tập kiến thức của chúng ta nó sẽ quá cái phần chủ đề số 1 tức là nó sẽ nhảy sang cái phần sóng chứ nó chưa nó không dừng lại ở cái phần dao uh, động nữa. Thì tuy nhiên ở trong cái phần này thì thầy uh, giới thiệu với chúng ta cái phạm vi là nó chỉ nằm ở trong cái phần dao động thôi, được chưa? Và cái đề kiểm tra giữa học kỳ này thì uh, ở mỗi trường thì sẽ có tùy vào từng điều kiện học sinh thì các thầy cô sẽ cho các bạn các cái form đề khác nhau. Thì tuy nhiên ở đây thầy sẽ giới thiệu với các bạn là bởi vì là cái form đề của thầy nó sẽ gồm hai phần. Phần thứ nhất là 28 câu trắc nghiệm à, liên quan đến à, nó sẽ có 7 điểm. Thì mỗi câu à, là 0,25 đấy, là 28 câu trắc nghiệm và sau đó thì có hai câu tự luận à, có 3 điểm tự luận. Thế thì à, bởi vì sao nó có tự luận? Bởi vì là thực ra đấy cái phương án thi trung học phổ thông quốc gia của chúng ta à, với chương trình mới này thì chúng ta cũng chưa biết form như thế nào và à, vừa kết hợp giữa trắc nghiệm và vừa kết hợp với tự luận thì chúng ta vừa có kỹ năng làm trắc nghiệm và chúng ta vừa phải hiểu vấn đề để chúng ta có thể trình bày được các cái vấn đề liên quan đến phần giải thích này bản chất của hiện tượng thì thầy đã đưa vào đây hai câu được chưa thì đó là cái nguyên nhân mà hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái bài thầy sẽ hướng dẫn các bạn ôn tập và chữa một cái đề kiểm tra học giữa học kỳ 1 nhé liên quan đến cái phần dao động điều hòa thôi được chưa ạ Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 1 như sau ạ Với phần trắc nghiệm Câu số 1 như sau này à, Nó sẽ có những cái câu mà liên quan đến phần lý thuyết Có những câu rất là dễ Có những câu mà à, hơi cần phải tính toán một chút nhá. Và mức độ thì cũng không quá khó nhé. À, câu số 1 như sau này Đối với dao động tuần hoàn Khoảng thời gian ngắn nhất à, Ngắn nhất mà sau đó trạng thái dao động của vật được lặp lại như cũ thì được gọi là cái gì? thì khoảng thời gian nhớ nhé ngắn nhất được chưa mà lặp lại như cũ thì người ta gọi là chu kỳ dao động nhớ chưa chu kỳ dao động nên trong cái câu số 1 này chúng ta phải chọn ngay cho thầy phương án b được chưa Đấy, câu này rất là dễ được chưa bây giờ chúng ta chuyển sang cái câu số 2 như sau câu số 2 à, trong mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều tròn đều à, cặp đại lượng nào dưới đây à, theo thứ tự tương ứng với bán kính và tốc độ góc của chuyển động tròn đều, Đấy. À, a là biên độ và tần số góc, b là biên độ và tần số, à, c là pha ban đầu và tần số góc, à, d là pha ban đầu và biên độ. thì các bạn lưu ý như thời thầy, thầy như sau này, người ta có thể sử dụng chuyển động tròn đều để có thể mô tả được một dao động điều hòa. À, cụ thể là gì ạ? là hình chiếu của một cái vật chuyển động tròn đều trên một cái đường thẳng nằm trong cái mặt phẳng quỹ đạo ấy là một cái chuyển động một cái dao động điều hòa hay nói khác là chính là cái bóng của nó trên cái mặt phẳng ấy. Đấy. Thế thì ở đây bán kính bán kính của uh, chuyển động tròn đều khi mà chiếu xuống thì nó chính là biên độ của dao động điều hòa được chưa ạ nên chúng ta sẽ loại được phương án C và phương án D đi chỉ còn a và B thôi nhá và tốc độ góc tốc độ góc trong chuyển động tròn đều nó chính là cái Omega omega được chưa? Và omega các bạn biết rồi, omega trong chuyển động à, dao động điều hòa nó chính là gì? Là tần số góc, được chưa? Và câu này chúng ta chọn phương án A nhá. Đấy, chúng ta chọn phương án A. Được chưa? Câu này cũng rất là cơ bản. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu số 3. À, một vật dao động điều hòa trong thời gian là một phút thực hiện được 30 dao động. Đấy, 1 phút thực hiện được 30 dao động chu kỳ dao động của vật là bao nhiêu Đấy. 2 giây, 30 giây, 0,5 giây và 1 giây Thì bây giờ các bạn hình dung cho thầy nhá 1 phút là khoảng thời gian Được chưa ạ? Là T này Là bằng 1 phút 1 phút chính là 60 giây Trong 60 giây này nó thực hiện được 30 dao động 30 dao động Vậy thì câu hỏi đặt ra là Người ta hỏi là chu kỳ Chu kỳ là khoảng thời gian vật thực hiện một dao động Vậy thì một dao động ở đây một dao động ở đây thì nó quay trở lại là thực hiện trong bao nhiêu giây 60 giây thực hiện 30 dao động vậy thì một dao động sẽ thực hiện trong trong hai giây các bạn lấy 60 và chia cho 30 đúng không nhỉ là hai giây vậy đáp án của chúng ta sẽ là hai giây chúng ta chọn phương án A nhé Đấy, các bạn hiểu không ạ? Đấy, những cái bài toán, những cái trắc nghiệm ấy thì nó sẽ nhỏ nhỏ như vậy thôi. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Bây giờ chúng ta chuyển sang ví dụ số 4 câu số 4 à, một con lắc lò xo so dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Đấy. trong quá trình dao động của vật thì lò xo so có chiều dài biến thiên từ 20 cm đến 28 cm biên độ dao động của vật là bao nhiêu bây giờ các bạn phải hình dung là à, cái con lắc lò xo so của chúng ta là treo thẳng đứng thẳng đứng con lắc lò xo so của chúng ta thì có một cái vật nặng treo ở đầu thì các bạn hình dung cho thầy như sau đây bình thường ấy khi mà nó không có cái gì treo thì nó đạt một cái 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 nó có một cái chiều dài người ta gọi là cái chiều dài tự nhiên chiều dài l 0 tự nhiên Đấy. nhưng mà vì nó treo nên nó sẽ phải giãn ra một đoạn Đấy. đây là l 0 nhá nó phải giãn ra một đoạn và lúc này nó nằm cân bằng khi đó thì trọng lực và lực đàn hồi bây giờ nó cân bằng với nhau và cái vị trí này này vị trí này chúng ta coi là vị trí cân bằng của cái vật đó trong dao động điều hòa được chưa Đấy, bản thân nó đã giãn được một đoạn rồi nhá và khi mà nó dao động thì nó biến thiên từ 20 cm cho đến 28 cm thì các bạn biết là trong dao động điều hòa thì đây chính là cái gì ạ cái khoảng cách từ 28 đến 20 cm là 8 cm thì đây chính là cái chiều dài quỹ đạo của của cái vật này khi dao động đúng chưa mà chiều dài quỹ đạo của chúng ta sẽ là 2a 2a này sẽ bằng 28 mà trừ đi 20 cái này bằng 8 cm vậy từ tôi suy ra được là a của chúng ta là bằng 4 cm người ta hỏi biên độ rồi, đúng chưa nên câu này chúng ta chọn phương án là C nhé C các bạn có hình dung được không ạ đấy nhé còn nếu như mà lò xo của chúng ta mà mà mà, mà nằm ngang ấy, thì với câu hỏi này thì nó cũng tương tự như vậy nhưng mà nhiều khi cái các cái hiện tượng nó sẽ khác đi một chút thì các bạn chú ý cho thầy nhé. Đó là câu số 4. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu số 5. À, câu số 5 như sau này. À, một vật dao động điều hòa với biên độ là A chu kỳ là T Đoạn đường dài nhất mà vật đi được trong T phần 6 Tức là 1 phần 6 chu kỳ ấy, là bằng bao nhiêu Được chưa Đó. Thì câu này thì để cho các bạn dễ hình dung Thì chúng ta sẽ vẽ cái, cái đường tròn ra Để các bạn hình dễ hình dung rất Bây giờ như sau này Đi trong T phần 6 giây Thì theo các bạn thì góc quét của chúng ta Trên cái chuyển động tròn đều ấy, Thì cái phi của chúng ta là bằng bao nhiêu Gọi là delta phi pi là bao nhiêu thì cái phiên đây sẽ bằng này là tốc độ góc đúng chưa ạ à, mà nhân với khoảng thời gian đúng chưa những khoảng thời gian thế thì t chia sáu là khoảng thời gian này. đúng chưa cái này nhân với omega tốc độ góc nhân thời gian mà t của chúng ta lại bằng hai pi chia omega chia 6 nhân với omega nữa. Thì có phải là omega ở đây với omega đây là hết, tức là nó sẽ bằng là góc pi chia 6. À xin lỗi pi chia 3, 2 mà, đúng không? Cứ gọn đi, pi chia 3. radian. À. Được chưa? Tức là ứng với góc quét của chúng ta là pi chia 3 thì cái thời gian là t chia 6. Vậy thì với cái ứng với góc quét là pi chia 3 này này thì chiếu xuống cái phương nằm ngang này thì quãng đường nào là dài nhất thì người ta hỏi là dài nhất đúng chưa thì các bạn lưu ý cho thầy một cái điều như thế này tốc độ dao động điều hòa hay là vận tốc dao động điều hòa tại cái vị trí cân bằng này này là lớn nhất tức là đạt cái giá trị lớn nhất Vmax tại cái vị trí cân bằng này còn càng ra xa càng gần biên thì vận tốc càng giảm dần đúng chưa nên để mà tạo ra một cái quãng đường dài nhất thì cái điểm cái 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 vật khi nó dao động ấy thì nó phải dao động xung quanh cái điểm vị trí cân bằng này. Được chưa Hay nói khác là cái pi chia 3 của chúng ta cái, cái góc quét kìa thì nó phải nằm lân cận xung quanh cái vị trí cân bằng này. Hay nói cái khác là nó sẽ như thế này ạ. Đây. Góc pi chia 3 đúng không nhỉ? Đấy. Sẽ nằm Đây để giả sử như vậy góc này, này sẽ là góc pi chia 3. Được chưa? Chia đôi ra thì mỗi bên là pi chia 6. Ok chưa? Đấy nhá, lưu ý nhá. Bây giờ chúng ta hạ xuống. Hạ xuống. Hạ xuống. Thì đây, quãng đường này chính là cái quãng đường dài nhất. Bởi vì sao ạ? Vận tốc lớn nhất trong cùng một khoảng thời gian thì vận tốc lớn nhất thì nó phải đi quãng đường dài nhất thôi. Đúng chưa ạ? Thế quãng đường này có bằng bao nhiêu thì các bạn có thể tính được không ạ? Đây, cái góc này là góc pi chia 3 này Thì cái chỗ này nó sẽ là 1 phần 2 Đúng nhỉ? Tức là A chia 2 Cái chỗ này sẽ là trừ A chia 2 Đúng không? Đây là A Đây là trừ A Đó Thế thì quãng đường của chúng ta sẽ là Tổng nó vào A chia 2 cộng A chia 2 sẽ bằng bằng A Và đáp án của chúng ta là đáp án Đáp án A Được chưa? Đấy, lưu ý nhá hoặc các bạn có thể quét cái góc ở dưới này cũng được nhé. Nhưng ta quan tâm đến uh, giá trị đại số Chúng ta có thể cộng vào thì nó tương tự như nhau Được chưa ạ? Thì đấy là câu số 5 à, Bây giờ chúng ta sang câu số 6 như sau dao à, giao, giao động điều hòa là Giao động điều hòa là dao động có quỹ đạo tuân theo định luật dạng sin hay cốt Cốt, cô xin. được chưa ạ? Hình chiếu của chuyển động tròn lên đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo Dao động điều hòa là dao động có vận tốc và gia tốc luôn ngược hướng với nhau. Đấy. Câu D là dao động có gia tốc trái dấu với li độ và có độ lớn tỷ lệ với độ lớn của ly độ. Đấy. Trong bốn ý này thì chúng ta chọn ra một đáp án đúng nhé. Thì bây giờ như thế này nhá, các bạn nhìn từng đáp án một này. Câu A này, dao động là có quỹ đạo quỹ đạo tuân theo định luật dạng sin cốt Định luật dạng sin cốt thì quỹ là cái hình dạng đồ thị dạng sin nó là hình lượng sóng này. Mà trong đó thì quỹ đạo của chuyển động của của dao động điều hòa nó là gì ạ? Một đường thẳng lắc đi lắc lại như này. Được chưa ạ? câu A sai, được chưa ạ? dao à, động điều hòa là hình chiếu của chuyển động tròn. Chưa đủ, được chưa Tròn đều, đúng không? Chuyển động tròn đều, hình chiếu của hiện chuyển động tròn đều thì có thể chúng ta coi đấy là chuyển động là dao động điều hòa thì được. Nhưng đây thì đang thiếu. Câu C này, Dao động có vận tốc và gia tốc luôn ngược hướng với nhau. Gia tốc với vận tốc thì nó không di chuyển. Được chưa? Mà nó là gì ạ? Ngược pha thì mới chính xác nhá, nên người ta gọi là ngược hướng với nhau. Pha ngược nhau thì đúng hơn nhá. À đâu xin lỗi. À, vận tốc và gia tốc là hai hai cái đại lượng mà vuông pha với nhau, xin lỗi. Vuông pha với nhau nhá, chứ không phải ngược hướng với nhau. À, còn câu D thì sao ạ? Dao động có gia tốc trái dấu với li độ thì chúng ta có công thức rồi. A à, bằng trừ omega bình phương nhân x Đúng chưa nhỉ? Thế thì dấu trừ này nó sẽ làm cho cái đại lượng gia tốc và li à, ly độ chúng ta là trái dấu Luôn luôn trái với dấu với nhau nhé Và tỷ lệ với độ lớn của ly độ thì đây Tỷ lệ với cái hằng số là à, trừ omega bình phương Được chưa? Thì câu số 6 này chúng ta chọn phương án D Được chưa? Đấy, 6 chọn D nhé Bây giờ chúng ta chuyển sang Ý thứ bảy 7. câu 7. à, một vật dao động điều hòa với phương trình là x bằng a nhân cốt omega cộng phi tốc độ trung bình tốc độ trung bình của vật cứ sau mỗi một chu kỳ của vật là bao nhiêu thì nhớ này tốc độ trung bình được xác định bằng gì ạ là v trung bình này thì bằng quãng đường đi được trong một chu kỳ mà chia cho khoảng thời gian trong một chu kỳ thì đấy chính là chu kỳ luôn đúng không nhỉ thì quãng đường của chúng ta là 4A trong một chu kỳ mà chia cho, cho T. Rồi bây giờ chúng ta nhìn nhé, 4A chia T thì trên đáp án của chúng ta là không có. Thế bây giờ chúng ta biến đổi một chút là cái T này thì lại bằng 2P chia omega thì thầy viết lên trên này, nhân với omega ở đây. Đúng chưa anh nhỉ? 2 với 4 ở đây sẽ còn 2, còn là 2A đúng không nhỉ? Là bằng 2A nhân với omega mà chia cho chia cho pi. Cái án của chúng ta là phương án A, đúng chưa? Đó. À, Nó hơi biến đổi một tí thì các bạn phải tỉnh táo nhé. Câu 7 chúng ta chọn phần A. Đúng chưa? Rồi chúng ta chuyển sang câu tiếp theo. À, chúng ta sang câu số 8 nhé. À, chọn phát biểu sai, sai nhá. Một vật chuyển động được mô tả bởi phương trình x bằng 5 cốt của 4 pi t. À, trong đó x đo bằng cm, t đo bằng giây thì vật này A dao động điều hòa với biên độ A bằng 5 cm. B có thế năng cực đại tại T bằng 0. C là có động năng cực đại tại T bằng 0,125 giây. D là đang chuyển động với à, theo chiều dương tại T bằng 1 giây. Đó, đây là câu số 8. Bây giờ chúng ta giải quyết như thế nào? Chọn sai nhé, nhớ nhé, chọn sai. Trong 4 ý này thì chắc chắn có một ý sai. Bây giờ chúng ta xét từng ý một à, vật dao động điều hòa với biên độ a bằng 5 cm thì các bạn hình dung là đây cái hệ số trước hàm cốt đúng không nhỉ cái này đúng rồi câu b là có thế năng cực đại tại t bằng không bây giờ thầy các bạn thay t bằng không vào đây thì có phải là cốt của 0 đúng không đúng nhỉ cốt không thì bằng không à cốt không bằng một xin lỗi cốt không bằng một và x bằng năm thì tức là tại cái thời điểm t bằng không này thì nó đang ở cái vị trí biên x là bằng dương 5 cm mà các bạn biết rồi ở vị trí biên thì thế năng cực đại Đúng chưa? Đấy, này chính xác nhá à, C này Vật có động năng cực đại tại T bằng 0,125 giây Các bạn lấy à, cái T bằng 0,125 các bạn thay vào đây Thì nó sẽ ra là cốt của P chia 2 Được chưa? Cốt P chia 2 bằng 0 Thế nên là X bằng 0 Tức là lúc này vật đang ở vị trí cân bằng Mà vật đang ở vị trí cân bằng thì vận tốc cực đại Vận tốc cực đại thì động năng cực đại Cái này đúng rồi được chưa? Nên chắc là cái câu D này của vấn đề. Vẫn đang chuyển động theo chiều dương, chiều dương. Tại t bằng 1 giây các bạn thấy là 1 thay vào đây thì bằng 4 pi, đúng không nhỉ? Cốt của 4 pi là chắn lần 2 p tức là đang ở cái vị trí là biên biên dương. Biên dương tức là x bằng à, dương 5 thì nó đang ở chỗ này, được chưa Thì bây giờ các bạn hình dung nhé. các bạn vẽ một cái vòng tròn à, nháp nó ra. Thì nó đang ở vị trí này. Thì theo đúng cái quy ước về hướng chuyển động của chuyển động tròn đều ấy thì các bạn thấy là nó quay ngược kim đồng hồ như này và lúc này thì nó phải đi bắt đầu từ đây này nó phải đi theo hướng gì ạ hướng ngược lại về vị trí cân bằng tức là đi theo chiều âm cơ chứ nó không phải theo chiều dương nhé nên câu 8 này chúng ta chọn phương án đề. để các bạn có hiểu không ạ được chưa nhé là câu số 8 bây giờ chúng ta chuyển tiếp sang câu số 9 À, bây giờ chúng ta đến với câu số 9. Câu số 9 sẽ là một cái câu à, à, liên quan đến đồ thị. Chúng ta khai thác cái thông tin từ đồ thị nhé. À, một vật dao động điều hòa trên trục Ox, đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc à, vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ ở bên. Đấy, phương trình dao động của li độ là bao nhiêu? Đấy, các bạn nhìn cái, các cái đáp án A, B, C, D nhé. À, bây giờ chúng ta nhìn à, vào cái phần đồ thị này, thì à, để vẽ, viết được cái phương trình dao động thì phải biết được ba uh, cái hằng số là a, omega và và phi đúng không? Bây giờ nhìn cái dễ nhất đó là cái biên độ đó là a này đúng không? Ừ. xa vị trí cân bằng nhất bằng 5. đây cái số 5 này, này. Các bạn suy được ngay là a đúng chưa? cái này là a này. bằng 5 cm đơn vị này cm tiếp theo là cái omega cái omega thì chúng ta sẽ xông qua uh, chu kỳ. Mà chu kỳ các bạn hình dung nhá, đây ban đầu là chúng ta đang ở chỗ này. Và sau đó thì cái đỉnh tiếp theo ở đây. Đấy, khi nó về đúng cái vị trạng thái cũ ấy, là cái vị trí biên đây này, này. làm một chu kỳ, làm một chu kỳ nhá. Thì người ta thấy này, các bạn nhìn đây, người ta chỉ cho đúng hai cái con số thôi, đó là ở đây là 0,5 tức là đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên là từ vị trí biên dương này đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên là mất 0,5 giây Tức là cái T này là bằng 0,5 giây Là khi mà anh xuất phát từ vị trí là biên dương Mà về vị trí cân bằng lần đầu tiên Thì các bạn lưu ý này Khi mà xuất phát từ vị trí biên dương mà về vị trí cân bằng ấy Thì lúc này thời gian đi nó chính là bằng 1 phần 4 chu kỳ Nhớ nhá Thời gian đi sẽ bằng 1/4 lần chu kỳ. Hoặc các bạn có thể nhìn vào đây, nhìn vào cái đồ thị, các bạn hạ vô góc xuống đây. Đây là thời gian một chu kỳ này. Để các bạn chia ra. 1 2 3 4. Được chưa? Đấy. Thì cái này sẽ bằng là 0.5. Từ đây các bạn suy được chu kỳ cho thầy là bằng 2 giây. Mà chu kỳ bằng 2 giây thì các bạn suy ngay được omega. Omega omega này thì bằng là gì ạ? 2 pi mà chia cho chu kỳ 2 là bằng pi radian trên dây Đúng chưa? Nên omega của chúng ta sẽ là bằng pi Đến đây thì chúng ta có thể loại được một phần rồi đấy Chúng ta loại được A và và D rồi Đúng chưa? Bây giờ xem phi của chúng ta là bao nhiêu Pha ban đầu Cái pha ban đầu của chúng ta là đây Nó xuất phát tại thời điểm T bằng 0 nhé Nó xuất phát tại vị trí biên dương Nên pha của chúng ta là bằng 0 đúng chưa? Xuất phát tại biên dương mà. Và từ đây chúng ta phải viết được luôn phương trình và chọn phương án chính là phương án C. Đúng chưa? Đấy. Đấy nhá, một cái bài. Thực ra khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy ngay đấy. Bạn nào quen rồi nhìn thấy ngay nhưng để thầy viết cho các bạn hình dung rõ hơn thôi, viết rất kỹ như này đấy. Được chưa? Đó là câu số 9 nhé. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái câu số 10 đưa một cái câu liên quan đến đồ thị vào để cho các bạn đa dạng cái hình thức các cái câu hỏi đi. Bây giờ ta sang câu số 10 nhé. Câu số 10 này. Tìm sai. Trong dao động điều hòa thì tốc độ của vật đạt cực đại khi vật qua vị trí cân bằng. Bây giờ các bạn đọc xử lý luôn nhé. B là vận tốc của vật bằng 0 khi vật ở một trong hai biên gia tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng gia tốc của vật bằng không khi vật qua vị trí cân bằng tìm sai bây giờ từng câu một nhá câu a này tốc độ là cái v đấy đạt cực đại khi vật qua vị trí cân bằng cái này chuẩn rồi đúng chưa nhỉ vận tốc của vật bằng không khi vật ở một trong hai biên tức là ở biên âm hoặc biên dương Ngày này đúng rồi À, gia tốc của vật đạt giá trị cực đại, gia tốc đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng. Khi mà ở vị trí cân bằng ấy, vận tốc đạt cực đại rồi ấy thì gia tốc phải bằng không. Được chưa? Này, cái chỗ này sai. trọng. Câu D này, gia tốc bằng 0 khi vật qua vị trí cân bằng như này đúng rồi. Được chưa? Câu 10 chúng ta chọn phương án C nhá. Lưu ý đấy gia tốc là cái sự đặc trưng cho cái sự thay đổi về vận tốc mà thay đổi vận tốc thì khi mà vật đi qua vị trí cân bằng thì nó chả thay đổi gì cả đúng không nó chỉ đạt cực đại thôi còn ở hai biên thì nó mới thay đổi thay đổi cả về hướng đúng không nhỉ Đấy. chọn phương án c nhá bây giờ chúng ta chuyển sang câu số 11 à, một vật dao động điều hòa dọc theo trục ox À, với phương trình là x bằng a nhân sin của omega t nếu chọn gốc tọa độ tại O tại vị trí cân bằng thì gốc thời gian t bằng 0 là lúc vật nhớ này công thức của chúng ta chuẩn hóa là x bằng a nhân cos omega t nhưng ở đây người ta cho sin lưu ý đấy a này ở vị trí à, li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox qua vị trí cân bằng O và ngược chiều dương của trục Ox ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục Ox À, qua vị trí cân bằng ô theo chiều dương của trục ủi nếu chọn gốc tọa độ tại ô, tại vị trí cân bằng thì gốc thời gian là lúc nào gốc thời gian là lúc nào tức là khi mà T bằng không. bây giờ các bạn hình dung là để mà giải quyết được vấn đề này thì bây giờ các bạn phải chuẩn hóa lại cái phương trình này thì các bạn biết rồi có một cái cách đó là chúng ta viết chuyển hóa từ hàm sin về hàm cốt chỉ việc là các bạn Trừ cái góc ở bên trong cái hàm này đi pi chia 2 là ra hàm cốt nhé Tức là bằng A này nhân với cốt của omega t trừ pi chia 2 Mà khi đã viết được như thế này rồi thì sẽ nhìn thấy ra ngay này Trừ pi chia 2 là vị trí gốc thời gian nhé Là lúc mà vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương Đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương nhá Bây giờ chúng ta chiếu vào đây à, Ở vị trí ly độ cực đại Cực đại là sai rồi. li độ vị trí cân bằng li độ bằng 0 mà, đúng không ạ? qua vị trí bằng 0 và ngược chiều dương tức là đi qua chiều âm, cái này sai nhé. cái này sai. ở vị trí uh, li độ cực đại, cái này sai. ở vị trí cân bằng theo chiều dương, cái này đúng. nên chúng ta chọn phương án D. đấy. thực ra nó chỉ là một cách để người ta diễn đạt khác đi thôi. Nếu các bạn mà không nắm được cái bản chất ấy, thì các bạn sẽ dễ bị hoang mang ở những câu này nó. nhé. cách diễn đạt khác đi rồi cũng là ghi cái, cái 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 sự vật cái hiện tượng đó nhưng người ta nói kiểu khác thôi nhá. Câu 11 này chúng ta chọn phương án D. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu số 12. Câu số 12 câu số bài tập. À một chất điểm thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ T bằng 3,14 tức là bằng pi đấy. À và biên độ A bằng 1 à, mét Tại thời điểm chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó có độ lớn bằng A là 0,5m trên dây, B là 1m trên dây, C là 2m trên dây và D là 3m trên dây Cái bài này người ta sẽ hỏi là gì ạ? À, nếu như người ta hỏi khác đi một cái thì các bạn sẽ rất là dễ này Đó là tốc độ đi qua vị trí cân bằng hay nó khác là gì ạ? Vận tốc cực đại, đúng chưa? Mà vận tốc cực đại V là tính theo cái gì ạ? V cực đại bằng omega mà nhân với A Đúng chưa nhỉ? Omega nhân A à. Mà cái bài này người ta cho A rồi Omega tính theo chu kỳ Đúng không? Rất là dễ thôi 2P Chia 3,14 thì thầy cứ viết là pi pi luôn nhé Nhân với A A là bằng 1 Thay luôn vào đây 1 Nói các chúng ta là bằng pi pi là hết Là bằng 2 Đấy cái bài rất là nhanh thôi. Đúng chưa? Chọn phương án C nhé Đấy, Câu 12 nhìn thì nó rất là có vẻ công cành ấy, nhưng mà làm ra thì nó không không dài lắm đúng chưa tiếp nhá bài học kỳ thì nên là thầy cũng cố gắng là để nó cũng không quá khó đâu bởi vì nó là đại trà mà không nâng cao quá nhiều khi được các bạn những câu dễ các bạn chủ quan đấy đọc nhanh nhanh là hay sai lắm Câu 13 này. Một vật dao động điều hòa khi vật có li độ uh, x1 bằng 3 cm thì uh, vận tốc của nó là V1. Uh, khi vật đi qua vị trí cân bằng thì có vận tốc là V2. Li độ vật có vận tốc V3 là bao nhiêu? Bài này nó liên quan đến cái mối liên hệ giữa li độ và vận tốc thì chúng ta có một cái cách là chúng ta sẽ sử dụng cái uh, uh, công thức độc lập thời gian giữa li độ và vận tốc. Thì cái bài này người ta cho chúng ta uh, vận tốc của cái v3 này rồi. Tìm li độ thì chúng ta cần phải biết một cái đại lượng nữa đó là cái tần số góc cái omega của chúng ta. Thì bây giờ thử tìm được omega từ các cái dữ kiện trên thì chúng ta sẽ tìm được thôi nhá. Các bạn suy nghĩ một chút nào. khi đi qua vị trí cân bằng thì chúng ta sẽ có là x1 này là bằng 3 cm. Và cái V1 của chúng ta là bằng 40 cm trên dây. Cái thứ hai người ta cho chúng ta là à, khi vật đi qua vị trí vận tốc V2 tức là đây chính là V rồi. V2 là chính là bằng omega nhân a vận tốc thì có giá trị dương rồi thì cái này sẽ là bằng 50 cm Được chưa ạ? Bây giờ từ hai dữ kiện này chúng ta tìm omega cho thầy. Bây giờ chúng ta thử nhá. Bây giờ chúng ta từ có cái phương trình này chúng ta có như sau này. Chúng ta có như sau. Là công thức độc lập với thời gian. Là chúng ta có là một bình phương được chưa cộng với v 1 bình phương chia cho omega bình phương thì cái này bằng a bình phương đúng chưa từ đây ta suy ra được này suy ra được là uh, quy đồng nó lên đi thì thầy sẽ quy được đồng được cái chỗ này là omega bình phương này nhân với x1 bình phương này này cộng với v1 bình phương này thì cái này sẽ bằng omega bình phương nhân với a bình phương. Đúng chưa? Thấy quy đồng mẫu chung là omega bình phương mà. Được chưa Mà người ta lại cho chúng ta là omega nhân a bằng 50 cm. Đúng chưa nhỉ? Vậy từ đây ta suy ra được. Đấy đều là cm hết cũng được. Bạn suy ra được chỗ này omega thay vào. Nào, suy ra là omega bình phương chưa biết này Nhân với uh, X bình phương sẽ là 3 bình phương Đúng chưa? Cộng với V1 bình phương Sẽ là 40 bình phương Đúng chưa? Này sẽ bằng là omega nhân A bình phương Sẽ bằng 50 bình phương bình phương Được chưa? Bằng tính toán Toán học nhá Các bạn suy ra được cho thầy Là omega của chúng ta sẽ bằng À, hình như bằng 10 thì phải được chưa bạn ấn máy tính nhá đây là bằng 10 ra đi à bởi vì là 10 bình phương nhân vào đây là sẽ là uh, 30 bình phương mà 30 bình phương cộng 40 bình phương bằng 50 bình phương Đấy nhá thì chúng ta tính được omega thế thì từ omega ta lại thay vào đây thôi lại công thức đó nhá vậy từ đây ta suy ra tiếp này ta viết lên trên này nhá thì ta suy ra được này Bây giờ chúng ta tính cái x3 này đúng không? Cái 3 này thì chúng ta sẽ có là x là cái omega bình phương này. Thì chúng ta sẽ có là x 3 bình phương. Này sẽ bằng là omega bình phương nhân với a bình phương trừ đi v3 bình phương mà cái này chia cho omega bình phương. Đấy chưa? Thực ra đây là công thức độc lập thời gian từ cái này thì suy ra thôi, đúng không? Đây là x này, bây giờ x3 thầy thay à, uh, rút từ cái đây ra thì thầy, thầy lấy cả cái cụm này trừ đi v1, v3 bình phương, v1 rồi giờ thành v3. Sau đây thầy chia cho ôm ra bình này, thế là được nhá. Thầy này sẽ bằng này. x3 bình phương hoặc lấy căn bậc 2 cũng được. Lấy căn bậc 2 đi. Thay luôn số vào là được. Là x3 sẽ bằng căn bậc 2 của của omega vừa tính là bằng 10 bình phương đúng không ạ à, thôi chả cần lấy cái này à, 50 bình phương omega bình phương a bình phương mà trừ đi v3 bình phương là 30 bình phương thì nó lại thành 40 bình phương đấy được chưa 40 bình phương mà chia cho 10 bình phương Đấy chứ nó bằng 4 thì x bằng 2 thôi các bạn lấy máy tính nhá. X bằng 2 cm. À, đáp án của chúng ta là đáp án D. Được chưa? À, các bạn nhẩm lại cho thầy nhá. Và cái bài này thì hầu như là chúng ta sử dụng công thức đồng lập thời gian giữa ly độ và và vận tốc. Được chưa? Ok nhá. Câu 14 như sau này. À, năng lượng của một vật dao động điều hòa là V kép à, khi li độ bằng một nửa biên độ thì động năng của nó bằng A là V kép chia 4, B là V kép chia 2. C là V3 V kép chia 4 và D là 3 V kép chia 2. Đấy. Bây giờ các bạn à, thử suy nghĩ xem câu 14 này làm như nào. Ở đây chúng ta có dữ kiện là ly độ x ly độ x bằng một nửa biên độ một nửa biên độ thì chúng ta sẽ có là x này là bằng a chia 2. Đúng chưa? Với điều kiện này thì à, động năng người ta hỏi là động năng bằng bao nhiêu? Đấy. Thì chúng ta có là động năng này cộng với thế năng thì bằng cơ năng rồi cái này các bạn biết rồi đúng chưa Đó. thế thì suy ra này suy ra là động năng sẽ bằng là cơ năng mà trừ đi trừ đi thế năng để chưa mà động năng thì bằng cơ năng trừ đi thế năng của chúng ta thì bằng 1 phần hai Giờ chúng ta viết nhé 1 phần hai này m nhân omega bình nhân với x bình phương đây là công thức tổng quát mà trong đó x bình phương bây giờ ta thay bằng a phần hai bình a phần hai tất cả bình phương được chưa bằng thầy cứ viết lần lượt nhé trừ một phần hai m omega bình phương nhân với a trên hai tất cả bình phương được chưa và các bạn lưu ý ở đây là cái v kép của chúng ta a ấy, cái v kép ấy, thì nó chính là bằng 1 phần 2 lần uh, thế năng cực đại tức là bằng 1 phần 2 m omega bình a bình bản thân nó là cái đó được chưa thế bây giờ các bạn hình dung đây v kép trừ đi 1 phần hai m omega bình nhân a bình phương xong lại chia cho hai bình phương đây là 4 đúng không nhỉ thì này sẽ bằng là v kép mà trừ đi v kép chia 4 đúng chưa ạ Đúng các bạn thay số vào thôi nhé. Đây là A bình phương chia 4 mà Thì cái này sẽ bằng 3 V kép chia 4 Được chưa? Thế là cuối cùng động năng của chúng ta là bằng 3 phần 4 lần cơ năng Người ta chọn phương án C nhé Được chưa? Đấy, chúng ta biến đổi một hồi nó sẽ ra cho nó Đây là câu số 14 Bây giờ chúng ta chuyển tiếp sang câu số 15 Bây giờ chúng ta sang câu số 15 như sau này Một chất điểm dao động điều hòa với tần số F bằng 5 Hz à Khi pha dao động bằng 2 pi chia 3 radian Thì ly độ của chất điểm là căn 3 cm Phương trình dao động của chất điểm là Đấy. Trong ba cái, cái, phương án ở trên bảng Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ khai thác các cái số liệu như thế nào thì Các bạn suy nghĩ một chút nhé à, Thứ nhất là Người ta cho tần số Bằng 5Hz Đấy, F bằng 5Hz Từ đây các bạn sẽ suy được là Omega Omega sẽ bằng 2PF Để Thay số vào bằng 10 pi, Đúng nhỉ Radian trên dây Tính được Omega Các bạn sẽ loại được ngay phương án B và C Đúng Chỉ còn A và D thôi A và D thì người ta cho pha dao động chất điểm này các bạn thay vào thôi thay vào là cái pha này sẽ bằng 2 pi chia 3 này 2 pi chia 3 các bạn uh, cốt của 2 pi chia 3 sẽ bằng uh, trừ 1 phần 2 đúng không trừ 1 phần 2 nhân với 2 căn 3 thì nó ra căn 3 được chứ còn cái này mà các bạn thay vào đây thì sẽ không ra được thế là án của chúng ta sẽ là phương án này đúng chưa vì nó pha mà pha nó là cả, cả cái cụm trong ngoặc này nhá các bạn thay vào thôi rất là đơn giản. Bây giờ ta chuyển tiếp sang câu số 16. Bây giờ ta sang cái ví dụ số 16. À, một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x bằng 10 cốt của 20t trừ pi chia 3 cm. Biết vật nặng có khối lượng m bằng 100 g. Đấy. À, động năng của vật nặng tại à, ly độ x bằng 8 cm thì bằng bao nhiêu? A là 2,6 J B là 0,072 J C là 7,2 J và d là bằng 0,72 jun ở đây các bạn lưu ý cho thầy hai điều thứ nhất là người ta cho à, cái ly độ x bằng 8 cm mà người hỏi động năng thì chứng tỏ là chúng ta sẽ phải tính thế năng thông qua cái này và sau đó chúng ta lấy cơ năng ta trừ thế năng sẽ ra cái này được chưa thứ hai là phải liên quan đến chú ý cho thầy cái phần đơn vị nhé đơn vị ở đây là cm nhưng mà ở đây chúng ta tính đơn vị uh, năng lượng là jun thì các bạn phải đổi hết ra đơn vị là mét cho thầy được chưa thì ở đây thầy sẽ viết theo cái sơ đồ uh, tư duy để các bạn uh, dễ theo dõi hơn nhá thì bây giờ thầy sẽ tính được như gì ạ là cái động năng này này nó sẽ bằng là cơ năng mà trừ đi thế năng tại cái thời điểm tại cái điểm này được chưa mà cơ năng thì viết thành bằng là gì cơ năng thì bằng 1 phần hai ka bình phương đúng chưa còn thế năng thì bằng 1 phần 2 x bình phương Nên thầy cho 1 phần 2 k ra ngoài Thì bên trong nó sẽ còn như này Thì đây chính là biểu thức tính động năng Đúng chưa? Mà cái A thì thầy biết rồi Đúng chưa? X biết rồi Còn cái K này chưa biết thôi Cái K thì người ta lại cho M và cho Omega Thì chúng ta tính được ngay nhá Cái K này sẽ bằng là 1 phần 2 này Nhân M Omega bình phương Mở ngoặc A bình phương nhân trừ X bình phương Đúng chưa? Bây giờ thay số vào bằng 1 phần 2 M đổi ra kg bằng 0,1 Đúng chưa? Nhân với omega bình phương Omega của chúng ta là bằng 20 20 bình phương Nhân A bình phương A của chúng ta là 10cm bằng 0,1 bình phương trừ đi x bình phương là 0,08 bình phương. Được chưa? Rõ, rõ như vậy nhá. Và đáp án chúng ta sẽ là ra đơn vị Joule. Bây giờ các bạn tính cho thầy là 0,1 bình trừ đi 0,08 bình nhân với 20 bình nhân 0,1 chia 2 bằng 0,072. Đấy, được chưa? Đáp án của chúng ta là phương án B nhá. Các bạn mà không chú ý ở chỗ đơn vị này Các bạn nó là sẽ ra các cái đáp án khác đấy là sai đấy nhá, đấy, lưu ý. Đó là câu số 16 Bây giờ chúng ta sang câu số 17 à, Một con lắc lò xo so dao động điều hòa Với phương trình x bằng 10 cốt của omega t Tính theo cm Tại vị trí có ly độ x bằng 5 cm Thì tỷ số giữa động năng và thế năng của con lắc là bao nhiêu Thì chúng ta tính trực tiếp luôn nhé là động năng này, mà chia cho thế năng anh nào hỏi thì trước thì chúng ta viết trên tử được chưa? bằng ở đây người ta cho chúng ta giữ kiện về ly độ nên chúng ta sẽ tính theo tính theo thế năng được chưa? động năng thì bằng cơ năng trừ đi thế năng à, chia cho thế năng này sẽ bằng này cơ năng tính theo li độ là, là 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 gì ạ là 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 thế năng xin lỗi à, cơ năng chúng ta sẽ tính theo 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 cái phần uh, thế năng cực đại được chưa này sẽ bằng là 1 phần hai là đây là con lắc lò xo so đúng không nhỉ là k nhân với a bình phương trừ đi thế năng bình phương là x bình phương thay vào trong ngọc này. Đấy. chia 1 phần hai k nhân với x bình phương. Đấy các bạn nhìn thấy 1/2k với 1/2k là hết. Cuối cùng nó sẽ bằng là a bình phương trừ x bình phương mà chia cho x bình phương. Được chưa? Bằng. Cái chỗ này thì đặc biệt là các bạn cũng không cần phải đổi đơn vị là về mét đâu bởi vì cái tỷ lệ nó sẽ hết. Ở đây chúng ta sẽ gọi là 10 bình phương. a bằng 10 mà. Được chưa? Trừ đi x bình phương là bằng 5 bình phương chia cho 5 bình phương. Này Thì Đây 2 bình phương là bằng uh, 4, 4 mà trừ đi 1 còn 3. Đấy, các bạn tính được bằng 3 nhá. Chúng ta chọn phương án C. Được chưa? À, bây giờ ta chuyển sang câu số 18. Cái câu số 18 này thì hiện tượng nó hơi uh, khó một chút các bạn phải tư duy một tí nhá. À, một con lắc lò xo so gồm một quả nặng có khối lượng là 2 À, 0,2 kg treo vào một lò xo có độ cứng k bằng 100 N/m à, cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ a bằng 3 cm hỏi lực đàn hồi cực tiểu có giá trị là bao nhiêu? A bằng 3 N, à, B 2 N, C 1 N và D là bằng 0 N. Thế bây giờ cái bài toán của chúng ta là treo quả nặng vào một cái lò xo treo thẳng đứng được chưa? và lưu ý là có cái đơn vị à, có cái đại lượng là lực đàn hồi thì các bạn nhớ cái công thức tính lực đàn hồi được chưa bây giờ như sau nhá Đây. đây là cái lò xo so khi mà chưa treo Đấy. thì chúng ta có cái một cái chiều dài chúng ta gọi là cái chiều dài tự nhiên hay là không ấy nhưng bây giờ chúng ta treo vào thì nó sẽ giãn ra một cái đoạn được chưa? và cái đoạn này này, thầy gọi là delta l, delta l và cái đoạn này chúng ta hoàn toàn tính được, hoàn toàn tính được. tính như thế nào? bởi vì là khi mà quả nặng của chúng ta đang ở vị trí cân bằng, đứng yên ấy thì trọng lực nó sẽ bằng cân bằng với cái lực đàn hồi lúc này, đúng chưa? thì đầu tiên chúng ta sẽ tính được cái delta l nhé. ta có này, là tại vị trí cân bằng thì chúng ta sẽ có là ép đàn hồi cái này sẽ phải cân bằng về độ lớn bằng p được chưa trọng lượng của nó tương đương với tương đương với ép à, đàn hồi thì bằng k nhân với độ biến dạng tức là delta ra l đó cái này sẽ bằng m nhân à, nhân với g được chưa chúng ta sẽ suy ra là tương đương với cái delta L của chúng ta nó sẽ bằng là mg chia k. Đó, mg chia k. Các bạn thay số vào nó bằng bao nhiêu? M chúng ta chúng ta lấy cái k này bằng 10 à lấy cái g bằng 10 nhá. Đấy chúng ta sẽ là bằng 0,2 nhân với 10 mà chia cho 100. Được chưa? Thì cái này sẽ bằng là 0,02 mét 0,2 m tức là bằng 2 cm. Đấy cái đoạn này bằng 2 cm. 2 cm. Được chưa? Đấy là cái thứ nhất nhá. Tiếp theo này. À nó dao động điều hòa với cái biên độ là 3 cm. Nhớ nhá, 3 cm. Thì cái, bây giờ các bạn hình dung đây thầy lấy cái phấn màu thầy vẽ ra các bạn hình dung được. Đây là vị trí cân bằng. Ok chưa? Thì 3 cm thì nó phải lên trên này một chút. Đó. Đây là vị trí hai biên, đây là không này. Thì thầy có thể coi như đây là biên âm a đi. Đây là biên dương a đi. Đấy. Tức là nó sẽ dao động như này, này. Được chưa? Và biên độ nó bằng 3 nên nó sẽ vượt qua cái giá trị này và nó sẽ có một cái khoảng thời gian là cái lò xo của chúng ta nó bị nén vào. Được chưa? Vì vì cái a của chúng ta nó đang lớn hơn là delta l. Được chưa? Thế nên là cái lực đàn hồi ấy, lực đàn hồi mà à, cực tiểu tức là nhỏ nhất thì đúng là đến đúng cái đoạn này, tức là đến cái đoạn này thì lò xo của chúng ta không giãn, không nén thì lực đàn hồi của chúng ta là suy ra F đàn hồi nó sẽ đạt giá trị min là bằng 0 Newton. Bởi vì nó có một cái thời điểm là lò xo không bị giãn cũng không bị nén mà đúng chưa nhỉ? Còn nếu như mà trong, trong trường hợp mà cái a của chúng ta nó nhỏ hơn cái delta l ấy, thì lúc này cái lò xo của chúng ta vẫn cứ bị giãn một cái đoạn nào đó. thì lúc đó chúng ta lại tính khác. Nhưng vì là a đang lớn hơn, vượt quá cái giá trị là delta l, chiều dài tự nhiên cái cái độ giãn của cái lò xo ở vị trí cân bằng ấy, thì nó đã vì nó đi qua đây cái vị trí này. Nên cái giá trị f đàn hồi cực tiểu là bằng không nên trong cái câu số 18 này chúng ta phải chọn phương án là phương án D. Được chưa? Còn trong trường hợp mà các bài toán khác dữ kiện A mà nó khác cái cái giá trị cái dữ kiện này đi, ví dụ A mà bằng delta L và bằng delta L thì nó vẫn là bằng 0. Nhưng mà A mà nhỏ hơn delta L thì nó sẽ khác đi. Cái giá trị này nó sẽ khác không giá, giá trị không, Được chưa? Lưu ý nhá. Đó là câu số 18. À, câu số 19 của chúng ta như sau này. Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ 1 giây tại nơi có gia tốc trọng trường g bằng 9,8 m trên dây bình phương. Chiều dài của con lắc là uh, đây ở đây chúng ta cái bài này ý, thì nó liên quan đến uh, cái công thức uh, xác định chu kỳ quay của dao động của con lắc đơn. Thì các bạn nhớ công thức là T này thì bằng 2 pi nhân căn bậc 2 của l chia g. l chia g. Được chưa? thì bây giờ các bạn thay số vào thôi cái này sẽ bằng suy ra này chiều dài của con lắc là l nó sẽ bằng là t bình phương chia cho 2 pi bình phương bình phương lên đúng không nhỉ và nhân với g vào đây nữa thì nó sẽ ra cái chiều dài các bạn thay số vào này sẽ bằng là một bình phương này nhân với chín tám này mà chia cho uh, 4 pi bình phương Nó sẽ ra cái số là bao nhiêu lấy 9,8 mà chia cho 2 phi bình phương nó sấp xỉ vào bằng 0,248 sấp xỉ nhé 0,248 mét được chưa? Tính theo đơn vị mét bằng 24,8 cm. Đó. Bán phương án B nhá. Được chưa? Đấy Đây là câu 19. Câu 19 này thì chỉ có một công thức là ra thôi, được chưa? À, câu 20 của chúng ta như sau này. À, nếu gia tốc trọng trường giảm đi 6 lần, độ dài sợi dây của con lắc đơn giảm đi 2 lần thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn tăng hay giảm bao nhiêu lần? A là giảm 3 lần, à, B là tăng căn 3 lần, C là tăng 12 lần. D là giảm 12 lần. Cái bài này thì à, nó giống như cái bài vừa rồi thôi. Chúng ta có sử dụng một cái công thức đó là T. Thì giả sử gọi cái T ban đầu nhé. Là 2P. Nhân căn bậc 2 của L chia G. Đúng chưa? Thế bây giờ có cái sự thay đổi về hai cái đại lượng là L và EG. Thì có là cái T phẩy như thế này. Nó sẽ bằng là 2 pi Nhân căn bậc 2 của. Người ta cho chúng ta là à, chiều dài giảm đi 2 lần, tức là L chia 2. Đúng chưa? Chia cho à uh, gia tốc trọng trường giảm đi 6 lần, tức là chắc là mang lên mặt trăng đây. Được chưa? Thì cái này sẽ bằng này 2 pi bên trong này đây. 1/2 mà chia cho 1/6 tức là bằng 3. Đấy. À. Nhân với L chia g. Đấy. À. Thế thì cái T' phẩy của chúng ta ấy, cái T' phẩy ấy thì có phải là bằng 2 nó sẽ chính là bằng đây cái 3 này thầy đưa ra ngoài nó sẽ là căn 3. Đúng không? Còn bên trong sẽ là 2 pi vẫn còn là căn bậc 2 của l chứ g và nó chính là cái t này. Đây cái này sẽ là t. Đó. Tức là tăng lên căn 3 lần, chúng ta chọn phương án B nhé. À chúng ta tiếp tục với uh, câu số 21 như sau này, à, một con lắc đơn có chu kỳ dao động T bằng 2 giây. À, tại nơi có gia tốc trọng trường g bằng 10 m/s bình phương. À, biên độ góc của dao động là 6 độ. Đấy. vận tốc của con lắc đơn tại vị trí có ly độ uh, góc bằng uh, 3 độ độ lớn là bằng bao nhiêu đấy A là 28,7 cm trênâ 27,8 cm trên dây C là 25m trên dây và D là 22,2m trên dây được chưa thì uh, cái bài này ấy, nó liên quan đến uh, con lắc đơn và nó có một cái công thức liên quan đến uh, uh, vận tốc của con lắc đơn ở trong chương trình vận uh, lớp 10 ấy. và đến lớp 10 các bạn còn nhớ cái công thức là như thế này không ạ À, vận tốc này của có lắc đơn được tính bằng là căn bậc 2 của là hai g nhân l nhân với cốt của góc Alpha một cái lăng, một cái ly độ góc bất kỳ nhé, Trừ đi cốt của Alpha không và cái biên độ góc à. thì đây là công thức tính uh, vận tốc của cái vật nặng tại một cái, cái góc bất kỳ được chưa thế thì ở đây nhé lưu ý này à, g chúng ta có rồi l thì chúng ta hoàn toàn tính được thông qua à, chu kỳ và um, gia tốc trọng trường còn cốt hai cái này có rồi thì đầu tiên chúng ta phải tính cái l này trước đã nhé thì ở từ đây chúng ta có là cái t này t này bằng 2 pi căn bậc 2 của l chia g đúng không từ đây ta suy được là gì ạ l này sẽ bằng là t bình phương chia cho 2 pi bình phương nhân với g. Đúng chưa? Đây sẽ bằng là t bằng 2 bình phương này chia 2 bình phương pi bình phương g của chúng ta là bằng 10. Đúng chưa? Còn ở máy tính thì cái này sẽ xấp xỉ vào khoảng 1 1 m. Đấy, 1 m. Thế thì l bằng 1 m thì bạn thay vào đây bằng căn bậc 2 của 2 nhân với 10 này nhân với 1 này nhân với cốt cốt này là cốt của 3 độ nhá cốt 3 độ cốt 3 độ thì lớn hơn cốt 6 mà cốt 6 độ Các gọi là máy tính nhá. cái này sấp xỉ bằng cốt của 3 này trừ đi cốt của 6 này bằng này. nhân với 20 lấy căn bậc 2 là 0,287 xấp xỉ bằng 0.287, đơn vị là mét trên dây được chưa mét trên dây mà đổi ra cm trên dây thì nó bằng 28,7 chúng ta chọn phương án A được chưa cái bài này thì lưu ý là phải nhớ được công thức uh, tính uh, vận tốc của vật nặng của con lắc đơn nhé Đã. Đó là cái bài số 21. À, bây giờ chúng ta chuyển sang à, câu tiếp theo. Câu số 22. À, một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm. Cân bằng đến biên âm. Nhá. Thì à, vector vận tốc ngược chiều với vector gia tốc. B là độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng. C là à, vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm đây là độ lớn vận tốc và gia tốc cùng giảm được chưa? ở đây lưu ý này à, khi mà nó đi từ vị trí cân bằng mà ra vị trí biên thì vật của chúng ta ấy nó sẽ chuyển động chậm dần nhớ nhá đi từ biên vì là giá trị vận tốc là lớn nhất mà thế nhưng mà khi mà đi sang uh, biên ấy thì nó sẽ chậm dần mà chậm dần thì chứng tỏ là A nhân v là nhỏ hơn không, đúng chưa? Tích a nhân v nhỏ hơn không. Nhớ nhá. Đây, a nhân v nhỏ hơn không. Kiến thức này là kiến thức của à, vật lý lớp 10 đấy. Mà nó đi từ cân bằng đến biên âm thì v, v âm. Và từ đây ta suy ra a nó phải dương, đúng chưa? Đấy, cái bài này nó như vậy. Bây giờ chiếu vào bốn cái đáp án này xem cái đáp án nào đúng nhá. Vector vận tốc ngược chiều với vector gia tốc Cái này có thể đúng, đúng nhỉ Độ lớn uh, Vận tốc và gia tốc cùng tăng Không phải nhá, anh tăng anh giảm Cú C này uh, Vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm Không phải nhá. Độ lớn vận tốc và gia tốc cùng giảm Không phải, chúng ta chọn phương án C nhá. À xin lỗi phương án A, được chưa ạ Vector vận tốc và vector ngược chiều với vector gia tốc Đấy, Ngược chiều Ngược chiều thì nó mới là gì ạ uh, Chuyển động chậm dần được nhá, đấy là câu 22. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp sang câu số 23. Câu 23 liên quan đến hiện tượng cộng hưởng nhá. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi nào? Câu A này, tần số dao động cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ. câu B là tần số lực cưỡng bức bé hơn tần số riêng của hệ. C là tần số lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ và D là tần số lực cưỡng bức bằng tần số của dao động cưỡng bức. Ở đây lưu ý này Khi mà xảy ra cái dao động cưỡng bức ấy, Thì lúc nào khi mà nó ổn định ấy, Dao động ổn định Thì cái tần số của dao động cưỡng bức Nó sẽ chính bằng tần số của lực Ngoại lực cưỡng bức Được chưa Đó là dao động cưỡng bức nhá Còn trường hợp cộng hưởng là trường hợp đặc biệt của dao động cưỡng bức là khi mà tần số của dao động cưỡng bức chính là tần số của ngoại lực cưỡng bức đấy nó bằng đúng với tần số riêng của hệ thì lúc đó xảy ra hiện tượng cộng hưởng nhá nên ở đây chúng ta chọn phương án là phương án A Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ Còn ở đây là bé hơn cũng không được, lớn hơn cũng không được Và câu D thì rõ ràng đúng Đúng nhưng mà nó lại không đúng trong trường hợp cộng hưởng Được chưa ạ? Đấy, lưu ý Câu 23 chúng ta chọn phương án A Bây giờ chúng ta chuyển tiếp sang câu số 24 Một vật đang dao động cơ dao động cơ Thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng Vật sẽ tiếp tục dao động như thế nào? a là tần số lớn hơn tần số riêng, b là tần số nhỏ hơn tần số riêng, c là tần số bằng tần số riêng và d là không còn chịu tác dụng của ngoại lực nữa. để các bạn suy nghĩ nhá. tức là đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì nó như thế nào? thì câu này rất dễ thôi đúng không nhỉ? chúng ta chọn phương án c đúng chưa? vì tần số nó bằng tần số riêng. sau khi xảy ra cộng hưởng thì nó vẫn là như thế thôi. đến khi nào mà mà mà, mà cái tần số của thì dao động cưỡng bức ấy, nó thay đổi đi. Thì lúc đó thì, thì thì cái hiện tượng cộng hưởng nó sẽ dừng lại nhé Còn không thì nó cũng cứ, cứ tiếp tục như vậy đấy, câu 24 chúng ta chọn phương án C nhé câu 25 trong những dao động sau đây đấy, trường hợp nào là sự tắt dần nhanh mà lại có lợi đấy A là quả lắc đồng hồ b là khung xe ô tô sau khi đi qua chỗ đường gồ ghề C là có lắc lò xo trong phòng thí nghiệm. À, C là sự rung của cái cầu khi ô tô sẽ chạy, chạy chạy qua. Có lợi nhá. Tắt dần à, nhanh tức là tốc độ tắt nó nhanh ấy, mà có lợi. Thì thứ nhất này, câu A này, quả lắc đồng hồ thì người ta không muốn nó dừng lại đâu ạ, không tắt dần được nhá, có hại đấy, câu A là không được. Câu B này, khung xe ô tô sau khi đi qua đường gồ ghề, tức là khi đi qua đường gồ ghề thì nó sóc lên đúng không nhỉ? Và cái khung xe ô tô đấy mà dao động mà nó tắt dần nhanh ấy thì nó sẽ làm cho người chúng ta ngồi ở trên cái ô tô đấy nó không cảm giác thấy cái sự rung lắc nên cái này sẽ có có lợi được chưa còn câu c này con lắc nó so trong phòng thí nghiệm thì chúng ta làm với thí nghiệm thì chúng ta đang khảo sát cái sự dao động mà nên tắt dần này sẽ rất khó để chúng ta khảo sát câu c không phải nhá Câu D là sự dung của cái cầu Cái này rung lắc là có hại Bởi vì là khi mà nó đạt đến một cái mức độ nào đó Thì nó sẽ khó thể làm cho cái cầu Chúng ta bị hỏng kết cấu Nên chúng ta chọn phương án nào nhé Phương án B nhé 25 chúng ta chọn phương án B Tiếp câu 26 à, Biên độ dao động của cưỡng bức à, Của dao động cưỡng bức Không phụ thuộc Nhớ nhé Không phụ thuộc thứ nhất là pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật b là nguyên uh, biên độ của ngoại lực tuần hoàn c là tần số của ngoại lực tuần hoàn và d là hệ số lực cản thì cái này nó rất là rõ trong cái phần lý thuyết thầy nói rồi uh, biên độ của dao uh, động cưỡng bức nó sẽ phụ thuộc vào xem xem là thứ nhất là cái biên độ của ngoại lực lớn hay nhỏ nếu như ngoại lực mà lớn ấy biên độ lớn ấy thì chắc chắn là cái biên độ của dao động cưỡng bức cũng sẽ lớn đấy là cái thứ nhất b đúng nhá thứ hai là cái tần số của ngoại lực tuần hoàn mà nó lại bằng với tần số riêng thì nó sẽ làm cho cái dao động của chúng ta là mạnh nhất Đấy, sẽ có nhá và cái uh, độ lệch độ lệch so với tần số riêng ấy mà càng nhỏ thì biên độ dao động cứ bước càng lớn mà càng xa thì sẽ uh, chắc chắn là sẽ phụ thuộc vào được chưa? Câu D này là hệ số lực cản tức là cái cái cái, 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 lực cản của cái môi trường khi mà xảy ra cái dao động cưỡng bức cản ít thì biên độ phải lớn đúng chưa nhỉ ở đây chúng ta chọn phương án a những cái pha ban đầu thì nó không ảnh hưởng gì đến 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 cái biên độ dao động cưỡng bức cả nhé Đó, câu 26 à, chúng ta chọn phương án a à, à, chúng ta chuyển sang câu số 27 như sau này à, biên độ dao động tắt dần chậm của một vật giảm 3% so với mỗi chu kỳ Đấy, phần cơ năng của vật dao động bị mất trong một dao động toàn phần là bao nhiêu? A là 3%, B là 9%, C là 5,9% và D là 1,5%. Đấy. Cái bài này thì thầy đã hướng dẫn các bạn một vài lần trong cái phần bài giảng trong phần bài học bài mới rồi. Thì cách làm cũng không có gì đáng nó không có không có điểm gì mới cả. Thì các bạn cứ tính lần lượt thôi. Vì là sau mỗi chu kỳ thì biên độ giảm đi 3% Thì thầy giả sử như gọi là cái A sau ấy Thì có phải là bằng 97% của cái A trước không? Vì nó giảm 3% Là 97% thì thầy viết thành bằng 0,97 A Được chưa? Thì ứng với cái A phẩy mới này, này, thì chúng ta sẽ có là cơ năng mới Là viết thành bằng 1 phần 2 M omega bình phương nhân với A phẩy bình phương Đúng chưa? Mà A phẩy bình phương thầy viết thành 1 phần 2 này M omega bình phương nhân với 0,97 Mà nhân với A bình phương Được chưa? Cái hệ số này 0,97 lẻ đây này, này Bình phương thầy vất lên trên Thì thầy sẽ còn là bằng 0,97 bình phương nhân với Bên trong này còn 1 phần 2 M omega bình phương nhân A bình phương Đấy. Cả cái cụm đằng sau này chính là cái V kép đúng không nhỉ? thì cái này sẽ bằng là bằng là máy tính nhé là 0,97 bình phương thì nó sắp xỉ bằng 94,1 đúng nhỉ 94,1 của cái VK cái sau thì bằng 94,1 phần trăm VK vậy thì cái giảm đi bao nhiêu suy ra nó giảm đi giảm đi thì các bạn lấy 1% phần 100%. các bạn trừ đi 94,1% thì nó ra xấp xỉ là bằng 5,9%. Được chưa? Chọn phương án phương án C. đấy nhá. Đây là câu số 27, được chưa? Cái bài này rất là quen thuộc rồi. À, chúng ta đến với cái câu cuối cùng trong cái phần trắc nghiệm, đó là câu 28 à, cho hai dao động điều hòa lần lượt có phương trình là x1 bằng a1 cốt của omega t cộng p chia 2 cm và a2 bằng à, x2 bằng a2 nhân sin của omega t cm phát biểu nào sau đây là đúng à ở đây là người ta so sánh về pha dao động đúng nhỉ của x1 và x2 cùng pha ngược pha vuông pha và d là trễ pha bây giờ để so sánh được thì các bạn phải đồng hóa nó dạng nó giống nhau vào thì ở đây chúng ta sẽ có là x1 này tôi viết lại nhé x1 thì bằng a1 nhân với cốt của omega t này cộng p chia 2. Còn cái x2 nó đang chưa chuẩn hóa nên thầy sẽ chuẩn hóa nó lại. Nó sẽ bằng a2 nhân chỗ này là sin mà chuyển thành cốt thì chúng ta sẽ trừ cái bên trong góc đi một cái góc là trừ p chia 2. Chưa? Một anh là cộng p chia 2, một anh là trừ p chia 2. Thì các bạn sẽ thấy là pha dao động của nó sẽ là trừ đi là pi đúng không nhỉ? Delta phi, độ lệch pha đấy. Độ lệch pha thì có phải là bằng pi không? Bạn trừ đi. Cái này trừ cái này bằng pi. Được chưa? Mà độ lệch pha là pi thì chứng tỏ là ngược pha. Và ngược pha thì chúng ta chọn phương án B. Ok chưa? ạ? Đó, rất là nhanh nhá. Thì đó là 28 câu trắc nghiệm trong đề mà thầy đề xuất là thi giữa học kỳ nhá. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần thứ hai là cái phần tự luận thì nó sẽ gồm hai câu hỏi à, tự luận. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái câu số 1 nhé. À, phần tự luận của chúng ta thì à, như sau nhé. Câu số 1 này. À, vào năm 1906, một trung đội bộ binh gồm 36 người đi đều qua chiếc cầu bắc ngang qua sông Futanka ở xanh Be Tek Nga khiến cho chiếc cầu này bị sập. À, mặc dù cho cầu trước đó được thiết kế có thể tải được 300 người. Đã. Câu hỏi số 1 này tình huống trên liên quan đến kiến thức nào? Đã. Và hai là giả sử mỗi bước chân trung bình à, của người bước qua cái cầu này là 0,5 m. Tần số dao động riêng của cầu là 8 Hz. Hỏi tốc độ di chuyển của đoàn binh khiến cho cây cầu rung lắc mạnh nhất là bao nhiêu? Được chưa ạ? Đã, thì đó là bài số 1. Bài này thì cơ bản là liên quan đến cái hiện tượng thực tế, chưa ạ? Thì à, thầy sẽ giải như sau. Các bạn có thể dừng video và bạn suy nghĩ một chút nhé. À, chỉ có khoảng 36 người mà đi đều qua một cái chiếc cầu mà khiến cầu bị sập được. Mặc dù là cái nó thiết kế cho cái 300 người có thể tải đi qua cái đó cơ. Mà vẫn sập được. Thì chứng tỏ là cái gì ạ? Có một cái đặc điểm mà các bạn phải lưu ý cho thầy. Đi đều. Người đi đều. Việc đi đều này nó giống như là gì ạ? Chúng ta đang tác dụng một cái ngoại lực tuần hoàn lên cái cây cầu đó. Và kiến thức ở đây chính là hiện tượng cộng hưởng Đúng chưa? Nên là trong cái câu số 1 đây chúng ta trả lời ngay Đó là hiện tượng cộng hưởng Hiện tượng cộng hưởng Được chưa? Hiện tượng cộng hưởng à, Khi ở đây thì người ta đã giải thích kỹ hơn Ở cái ý thứ hai Đó là à, sẽ có thứ nhất là À, tần số dao động riêng thì các bạn lưu ý hình dung cái hiện tượng này là cái cây cầu của chúng ta là có cái tần số dao động riêng và người ta cho của chúng ta là gì ạ? là f0 là bằng 8 Hz. Cái tần số dao động riêng của cái cây cầu này nó phụ thuộc vào cái đặc tính của cái cây cầu đó, nó không phụ thuộc vào cái bên ngoại lực bên ngoài, được chưa ạ? Tuy nhiên khi mà đoàn binh mà đi qua ấy thì mỗi một cái bước chân khi mà dẫn xuống ấy lại đi đều nữa đúng không nhỉ? thì nó giống như là chúng ta đang tác dụng một cái ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên nó được chưa một cái ngoại lực tuần hoàn thì ép ngoại lực tuần hoàn được chưa? gọi là cưỡng bức đấy làm cho cái cầu bị dao động cưỡng bức được chưa và để cho nó mạnh nhất thì chắc chắn là xảy ra hiện tượng cộng hưởng rồi thì lúc này cái ép của chúng ta phải bằng với với ép không ép cân bằng ép uh, cưỡng bức phải bằng với với ép không suy ra này này phải bằng f không đúng chưa? em à, f0. Mà khi mà xảy ra cái này rồi thì ngoài cái này ra thì có thể là t bằng với t0 nữa. Rồi cái omega bằng với omega0 nữa. Anh thầy giới thiệu thêm. Được chưa? Ba cái đại lượng này bằng nhá. Rồi, thế bây giờ người ta cho như sau này. À, bước dài một cái quãng đường S là 0,5 m là một cái bước ấy, tức là cứ sau à, độ dài là 0,5 m thì nó lại lực chân chúng ta lại ấn xuống cái cầu phát được chưa ạ tốc độ di chuyển là bằng bao nhiêu tức là v ấy, hỏi là bằng bao nhiêu vì nó xảy ra hiện tượng cộng hưởng rồi nên cái thời gian mỗi là cái bước chân này chính là cái gì ạ chính là chu kỳ của bằng với chu kỳ riêng luôn của của cây của cái, cái, cái cầu được chưa ạ thế bây giờ chúng ta sẽ giải như thế nào bây giờ nhìn vào đây là do là cầu rung lắc mạnh nhất do cầu những mạnh nhất. Nên ở đây ta suy ra được là cái hiện tượng cộng hưởng sẽ xảy ra. Xảy ra cái hiện tượng cộng hưởng. Và khi đó thì chúng ta có chúng ta có là T Cưỡng bước ấy sẽ bằng với cái T0. Mà cái T0 thì tính bằng 1 trên F0 bởi vì người ta cho F0. Và cái này bằng 1 phần 1/8 phần đây 1 phần 8. Được chưa? Một phần 8. Vậy đây ta suy ra được nhá. Có thời gian rồi, vậy thì ta suy ra được. Điều dưới này nhá. Là, là vận tốc bước của đoàn binh nó sẽ bằng là quãng đường độ dài bước ấy chia cho cái T0 này. Thế bạn thay số vào, thế bằng 0,5 mà chia cho 1 phần 8. Cái này sẽ bằng 4 đơn vị Messenger Đó Thế thì cái bài toán này Thực ra là cái bài toán cộng hưởng Được chưa Và đáp án của chúng ta sẽ là 4 m trên giây Được chưa Đó. Đây bài số 1 nhé à, Chúng ta đến với bài số 2 như sau à, Một con lắc lò xo gồm một quả cầu Có khối lượng là M 0,5 kg Và một lò xo có độ cứng K Bằng 50 Newton trên mét Được treo thẳng đứng Kéo quả cầu ra khỏi vị trí cân bằng 3 cm theo phương thẳng đứng rồi nhẹ nhàng buông tay. A là viết phương trình dao động của quả cầu, lấy gốc thời gian là lúc bắt đầu buông tay, chiều dương hướng từ trên xuống dưới. B là xác định vận tốc và gia tốc của quả cầu tại điểm có lý độ 2 cm và c tính cơ năng toàn phần và vận tốc cực đại của con lắc. Đó. Thì bây giờ các bạn hình dung cho thầy như thế này, thầy có một cái lò xo như thế này ạ, Nào. treo thẳng đứng thì khi mà treo vào vật nặng thì lò xo sẽ bị giãn một đoạn ra một đoạn và cái vị trí mà đứng cân bằng đây Đấy, cái vị trí này chúng ta gọi là vị trí cân bằng đúng chưa nhỉ Đấy. sau đó thì người ta kéo cái này nó ra kéo nó ra thì các bạn hình dung như thế này nhé Đấy. kéo nó ra đến một cái vị trí này rời khỏi cái vị trí cân bằng là 3 cm trục của chúng ta là chọn hướng từ trên xuống dưới nên cái chiều dương sẽ hướng xuống dưới và khi các bạn lưu ý là thả nhẹ tay thì nó sẽ dao động lên xuống như thế này đúng chưa và đây sẽ là vị trí biên dương đây là dương a này còn cái vị trí này sẽ là vị trí âm a ở trên này đây, giả sử chỗ này chẳng hạn đây là vị trí này đây sẽ là âm a được chưa thì ở đây rõ ràng ta sẽ xác định được ngay là ta có câu A nhá. Để viết được phương trình thì chúng ta phải biết được ba yếu tố như hôm trước thầy nói rồi đúng không ạ? Thì A ở đây sẽ bằng 3 luôn, 3 cm. Được chưa? À, sau đó thì người ta co, cho chúng ta là con lắc lò xo và cho khối lượng vật nặng và cho độ cứng của lò xo rồi thì chúng ta hoàn toàn tính được omega thì bằng căn của K chia m. Đấy. bằng căn bậc 2 của 50 mà chia cho m, m là bằng 0,5 và omega của chúng ta bằng 10 radian trên dây. Được chưa? Đây là 10 radian trên dây. lưu ý nhá. Cắt, cắt cho anh xem nhìn có được. <laughs> nhìn đây, đây ok nhá. Ừ. Tiếp theo này. À, chúng ta có là chọn mốc thời gian là lúc mà à, bắt đầu buông tay, tức là vật đi qua vị trí biên 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 dương nên chúng ta có phi t bằng không tức là lúc phi đấy sẽ bằng là gì ạ? đi qua biên dương thì phi bằng 0, đúng chứ? không đúng chưa ra không radia từ đây chúng ta suy được cái phương trình dao động Đó là x sẽ bằng a à, bằng 3 này nhân với cốt của omega t tức là bằng 10 t cộng phi cộng không đúng chưa? đơn vị là cm đó đó là câu câu A nhá. Thì chúng ta sang câu B. Câu B là xác định vận tốc. Tại cái li độ chúng ta chúng ta đã có x là bằng 2 cm rồi. Các bạn nhớ thầy cái công thức độc lập thời gian giữa x và, và và v thì chúng ta có như sau, đã có này. Ở đây có nhiều cách làm nhé. chúng ta có thể sử dụng cái phương trình lượng giác cũng được. Không thì chúng ta sử dụng phương trình độc lập với thời gian. Đó là chúng ta có À, x bình phương, đúng chưa? cộng với v bình phương chia cho omega bình phương, Đấy. thì cái này sẽ bằng a bình phương, Đấy chưa? đây là công thức độc lập với thời gian vì chúng ta có x rồi, có omega rồi, có a rồi, thì chúng ta tìm được v thôi, đúng chưa? Đấy. chúng ta thay số vào tương đương với tương đương với x là bằng hai này bình phương này cộng với V bình phương này Mà chia cho 10 bình phương Đúng không? Cái này bằng 3 bình phương Chúng ta để đơn vị là cm Đúng chưa? Cái này cm, cái này cm Cái này là radian trên dây Thì V chúng ta tính được Nó sẽ là cm trên dây Đúng không? Đấy, tương đương với V bằng cái này bạn ấn máy tính nhé Ở đây là 9 này, trừ 4 là 5 này. 500 V bình bằng căn 500 tức là bằng 10 căn 5. Đấy, cm trên giây. Được chưa? V bằng 10 căn 5 cm trên dây. Ý tiếp theo người ta hỏi là chúng ta là gia tốc thì chúng ta có tiếp theo ý thứ tiếp theo này. Đó là gia tốc thì nó có công thức là bằng trừ omega bình phương nhân với x Đúng chưa? Công thức này dễ nhớ hơn Bằng này là trừ đi 10 bình phương là 100 đấy Nhân với 2 Đúng chưa? Thì này sẽ bằng là trừ 200 Đây là đơn vị là cm trên dây bình phương Được chưa? thế đấy là ý B nhá à, Ý C như sau Ý C Là người ta hỏi là về cơ năng toàn phần Cơ năng của con lắc lò xo thì V kép này thì nhớ công thức nhá bằng 1 phần 2 K A bình phương được chưa đây là cơ năng của của, của con lắc lò xo các bạn thay số vào thôi bằng 1 phần 2 nhân K bằng 50 được chưa à, nhân với A bình phương Nhớ đây là A bình phương mà tính ra đơn vị jun của năng lượng thì các bạn phải để đơn vị là mét. Nên cái A này các bạn vừa có là A của chúng ta là bằng 3 cm rồi. Thì ở đây các bạn phải thay bằng 0,03 bình phương. Được chưa? Đấy, cơ năng này sẽ bằng các bạn tính ra 50 nhân 0,03 bình phương chia cho 2. Tức là bằng 0,022 mình viết đây nhé 0,0225 Joule hay các bạn có thể viết thành bằng 22,5 mJ. cũng được được chưa ý thứ hai là vận tốc cực đại là V max vận tốc cực đại thì bằng omega nhân với a người ta tính theo giá trị đại số được chưa vận tốc cực đại thì sẽ bằng Omega chúng ta vừa tính bằng 10 đúng không? A à, chúng ta vừa tính bằng 3 cm và đáp án của chúng ta là bằng 30 cm/s. Được chưa? Thì đó là à, bài số 2. Cái bài số 2 này thì các bạn áp dụng rất là nhiều cái công thức à, liên quan đến từ à, phương trình dao động này, à, từ à, vận tốc, gia tốc, biểu thức độc lập thời gian này và công thức tính cơ năng, năng lượng. Được chưa? Thì đó là ví dụ số 2 nhé. you